Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Tin Sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số nhận định về diễn biến của thị trường chứng khoán đến từ anh Lê Minh Nguyên, trưởng phòng môi giới cá nhân công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Xin chào anh Nguyên. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa anh, thị trường chứng khoán thì vừa có diễn biến khởi sắc trong phiên vừa qua và dòng tiền cũng đang tăng tốc vào thị trường. Không biết là đối với những cái diễn biến lạc quan như thế này thì nhận định của anh như thế nào ạ? Như hiện tại thì thị trường ngày hôm qua đã có một cái phiên khá là khởi sắc và thanh khoản tăng so với những phiên hôm trước. Vâng. Đối với tôi đây là điều khá tích cực, bởi vì trước đó thì thị trường đang khá ảm đạm và bị ảnh hưởng khá lớn bởi thị trường thế giới. Vâng. Nhất là ảnh hưởng từ cái việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung. Ngày hôm nay tuy nước ngoài vẫn bán ròng nhưng có vẻ các nhà đầu tư đã thấy cái cổ phiếu trên thị trường ở cái mức mà mình có thể mua để sinh lời. Vâng. Và qua đó thì cái mốc điểm mà 960-965 vẫn là một cái mốc hỗ trợ khá tốt cho thị trường ngày hôm qua. Vâng. Thưa anh, chúng tôi nhận thấy rằng là niềm tin đã trở lại với các nhà đầu tư và họ cũng không ngần ngại giải ngân vào thị trường. Vậy thì liệu các cổ phiếu blue chip có nhiều khả năng là sẽ hút mạnh dòng tiền ở thời điểm này? Không biết là anh có đồng tình với quan điểm này hay không? Bản thân tôi nghĩ thì blue chip có khả năng sẽ hút dòng tiền và kéo dòng tiền trở lại thị trường. Thì sau những cái phiên khởi sắc hôm trước là do nhóm dầu khí, thì phiên ngày hôm qua nhóm dầu khí có vẻ là nhà đầu tư đang chốt lời bên cái nhóm cổ phiếu dầu khí. Ừ. Tuy nhiên dòng tiền lại từ đó mà lan tỏa sang những cái blue chip khác như là nhóm ngân hàng, nhóm bất động sản. Thì bản thân tôi nghĩ là nếu thị trường khởi sắc thì dòng tiền vẫn sẽ ở lại các cổ phiếu blue chip. Vừa rồi thì anh cũng có liệt kê một số nhóm ngành tiêu biểu mà anh có sự quan tâm. Vậy thì trong những cái nhóm ngành đó thì anh đặc biệt quan tâm nhiều nhất ở những nhóm ngành nào và lý do tại sao ạ? Ngoài các blue chip như là nhóm dầu khí hay là bất động sản, ngân hàng có sự tăng điểm ngày hôm qua, thì bản thân tôi đang lưu tâm đến cái nhóm ngành là bất động sản khu công nghiệp. Thực sự thì cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung, vâng, nó ảnh hưởng đến tất cả các nước trên thế giới. Nhưng mà Việt Nam thì có một số cái được hưởng lợi là có dòng chuyển dịch các nhà máy từ phía Trung Quốc sang Việt Nam. Vâng. Dòng tiền FDI đổ vào Việt Nam tôi nghĩ là sẽ khá lớn. Vâng. Thì ngoài cái việc đó, dòng tiền mà FDI được chờ để được vô Việt Nam cũng khá cao. Thì tôi nghĩ là các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ cái cuộc chiến tranh thương mại này. Vâng. Và trong thời gian vừa qua khi mà hoạt động giao dịch trên thị trường ở mức thấp á, thì không biết là giao dịch của khối ngoại diễn biến như thế nào? Và liệu đây có phải là một trong những cái yếu tố để hỗ trợ cho thị trường trong thời gian tới không thưa anh Nguyên? Trong thời gian trước đây và ngay cả phiên ngày hôm qua, thị trường khởi sắc thì khối ngoại vẫn đang bán ròng. Về nguyên tắc thì khi có một cái tin nào đó không tốt cho thị trường vĩ mô thế giới thì họ phải bán thôi. Tuy nhiên bản thân tôi nghĩ thì cái điều lưu ý nhất là cái dòng tiền nội tại trong nước có quay lại thị trường hay chưa. Còn cái dòng tiền khối ngoại tôi nghĩ tạm thời là họ vẫn sẽ tiếp tục bán ròng. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều với những nhận định và chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ cũng như là những cái nhận định đến từ anh Lê Minh Nguyên, là trưởng phòng môi giới cá nhân công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.